Cô sẽ thực hành luôn cho các em sang bên này. Thực hành với đề bài Một lần về thăm quê. Các em sẽ đi cho cô theo trình tự các bước nhé. Bước đầu tiên, bước 1. Tìm hiểu đề. các em xác định luôn cho cô Nội dung của đề ở đây đó là À một lần về thăm quê Thế thì yêu cầu về thao tác chúng ta sẽ sử dụng thao tác nào Các em thấy rằng một lần về thăm quê Tức là gì chúng ta sẽ kể lại Một cái sự việc à, Khi mà chúng ta một lần về thăm quê hương Vậy ở đây yêu cầu Của đề bài đó là yêu cầu À tự sự kể lại Còn nội dung của đề Là gì À kể về một lần thăm quê hương Chắc chắn là phải trong quá khứ rồi Thăm quê Trong quá khứ Ai cho chúng ta cũng có quê hương đúng không nào à, Có những bạn thì Ông bà sẽ ở gần chúng ta Nhưng cũng có những bạn thì Lại quê ông bà lại ở xa à, Tuy nhiên rằng Chúng ta cũng sẽ có những cái dịp mà chúng ta sẽ được về thăm quê hương thì chúng ta sẽ nhớ lại và chúng ta sẽ tìm ý và chúng ta sẽ lập dàn ý cho cô. Bước thứ hai là bước tìm ý. Bây giờ thao tác tìm ý các em sẽ làm như thế nào? Chúng ta đã xác định được nội dung rồi đúng không nào? Một lần về thăm quê trong quá khứ của em. Thế thì chúng ta sẽ sắp xếp và tìm ý các bước trong đầu về sự việc. Sự việc ở đây đó là à, một lần được bố mẹ cho về thăm quê bố mẹ cho về thăm quê cô lấy ví dụ như vậy về chúng ta xác định về nhân vật vận dụng tất cả những kiến thức em đã được học về văn tự sự nhé nhân vật ở đây đó là em chính các em à, là bố mẹ về thăm quê thì sẽ có à, ông bà hoặc là cô gì chú bác họ hàng vân vân ta xác định nhân vật đúng nào ta xác định về cái bối cảnh xảy ra sự việc này về mặt thời gian chúng ta có thể cô lấy ví dụ thôi là có thể là vào dịp mà em học lớp 6 hoặc có thể là vào dịp mà gì em học lớp 5 lớp 4 vân vân tự như là hồi em lên 10 tuổi ta xác định một cái khoảng thời gian không hoàn toàn chính xác nhưng cũng tương ứng tương đối về mặt là địa điểm. Chúng ta về thăm quê thì quê hương chúng ta phải có một cái địa điểm cụ thể, ví dụ như là một làng quê ven thành phố Hà Nội, nội thành à ngoại thành của Đông Anh chẳng hạn, à ngoại thành ở Đông Anh chẳng hạn hay ở Gia Lâm đúng không nào? Hay là chúng ta lấy rằng quê hương của chúng ta ở Thái Bình rồi thì Ninh Bình vân vân tức là các em sẽ phải có một cái địa điểm cụ thể. Để địa điểm cụ thể có thể là một làng quê hoặc cũng có thể là một à, à, thị trấn thị xã vân vân và chúng ta phải tả đúng về cái quê hương của mình đúng nào tìm ý đây là những bước rất là cơ bản thôi nhé chúng ta sẽ gạch cho cô ra bốn ý sự việc nhân vật thời gian và địa điểm như thế nào Đấy, và ở đây sự việc thì chúng ta sẽ có thể liệt kê thêm như là em sẽ được gặp những cái gì những ai vân vân Vậy bước thứ ba là bước lập dàn ý chi tiết. Vậy dựa trên tìm ý ở trên thì các em sẽ lập dàn ý như thế nào? Một dàn ý sẽ là một dàn ý đầy đủ bao gồm 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Phần thứ nhất, mở bài. Cô xin phép viết tắt để chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh. Phần mở bài thì bao giờ cũng là phần mà chúng ta sẽ giới thiệu về gì quê hương của mình, đúng không nào? Uh, giới thiệu với một uh, cái tình cảm rất là trân trọng uh, rất là yêu mến rất là tự hào uh, cô lấy ví dụ một mở bài của một bạn học sinh thế này là bạn ấy mở bài theo hướng là quê ngoại cách Hà Nội 20 cây số và tất cả mọi người uh, dịp đó thì ở gia đình có đám cưới và tất cả mọi người nhà em đều dậy rất sớm vô cùng háo hức và phấn khởi à, cả nhà em được mời dự về đám cưới bà con ở dưới quê tức là bạn lấy một cái hoàn cảnh một cái nguyên nhân của sự việc đó là nhân dịp mà được mời về đám cưới ở quê và quê bạn ấy thì cách hà nội 20 cây số như vậy là trong phần mở bài thì chúng ta phải à, giới thiệu được cái hoàn cảnh về quê hoàn cảnh về thăm quê chúng ta có thể lấy ví dụ như là một dịp như là dịp về đám cưới chẳng hạn dịp đám cưới hoặc là một cái dịp mà gia đình đoàn viên nhiều nhất đó là dịp tết đúng nào thì chúng ta cũng thường là đoàn viên và đoàn tụ nhiều nhất à, dịp tết để về thăm quê chẳng hạn đấy là phần mở bài chúng ta giới thiệu tuy nhiên trong phần mở bài thì cô xin dẫn các em chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta mở bài à, một cái cách rất thông thường mà các em thường lựa chọn đó là chúng ta mở bài trực tiếp à, quê hương quê ngoại của em cách xa Hà Nội nhưng mà em rất thích về thăm quê và cái lần em về thăm quê ấy là lần em lên học lớp mượn học em lên uh, 10 tuổi và em được về uh, thăm quê nhân dịp đám cưới chẳng hạn thì đấy là giới thiệu trực tiếp tuy nhiên các em cũng hoàn toàn có thể giới thiệu gián tiếp bằng cách là các em có thể uh, dẫn ra những cái chủ đề liên quan những cái câu thơ những cái câu văn liên quan ví dụ như là các em có thể trích ra những câu thơ của nhà thơ đỗ trung quân như là gì à, quê hương là trùng khế ngọt à, cho con trèo hái mỗi ngày quê hương là đường đi học con về dập bướm vàng bay hay chúng ta có thể dẫn ra những cái lời bài hát như là bài hát về quê hương của à, trích trong bài thơ của giang nam đúng không nào à, quê hương tôi vân vân và chúng ta có thể trích dẫn những cái lời bài hát những lời bài thơ để chúng ta trích dẫn vào và đưa vào thì cái bài văn của các em nó sẽ à, mượt mà nó sẽ có cái sự hấp dẫn lôi cuốn và hơn nữa là à, khiến cho chúng ta cảm thấy được cái tình cảm rất là chiều mến mến thương của mình đối với quê hương đây là hai cách dẫn dẫn mở bài có thể là gì à, dẫn trực tiếp hoặc là dẫn gián tiếp trong phần thân bài thân bài thì chúng ta làm gì phần thân bài chúng ta có thể kể lại cái hành trình khi mà chúng ta về thăm quê như là trên đường về quê như thế nào trên đường chúng ta về quê trên đường về quê à, như là trên đường về quê thì chúng ta ngắm nhìn ra cửa sổ hoặc chúng ta ngắm nhìn đi qua à, đi xe máy chúng ta ngắm nhìn thấy những cánh đồng lúa này thấy những hình ảnh con trâu con bò rồi thấy những làng quê rất là thân thương cảnh thiên nhiên rất là tươi đẹp rồi cái tâm trạng của chúng ta đúng là chúng ta có thể miêu tả ta chú ý là có thêm yếu tố miêu tả thì bài văn sẽ thuyết phục hơn miêu tả về cảnh vật này miêu tả về tâm trạng này Đây, tâm trạng của chúng ta trên đường về quê có thể là tâm trạng rất là háo hức à, rất là hồi hộp rồi là chúng ta trên xe có thể là tò mò hỏi về à, bà con làng xóm ở quê rồi rất là vui vẻ hồ hởi đúng nào nói về cảnh vật tâm trạng rồi Chúng ta có thể nói thêm về việc là à khi về đến quê nhà thì cái cảnh vật ở quê nhà như thế nào. Khung cảnh ở quê. Nó có gì khác với nơi mà các em sinh sống như là gì? Cảnh vật thiên nhiên này rồi là con người rất là thân thiện, rất hài hòa. Cô lấy một số ví dụ như vậy rồi việc là chúng ta gì à, thăm hỏi cái mối quan hệ họ hàng thăm hỏi họ hàng thăm hỏi ông bà họ hàng cố gắng càng chi tiết càng tốt vì khi chúng ta triển khai thành bài văn thì các em càng miêu tả được chi tiết càng kể được chi tiết thì chứng tỏ là các em sẽ Bài văn của chúng ta sẽ thuyết phục và hơn nữa là cũng thể hiện được cái tình cảm của chúng ta đối với quê hương. Như là gì, hình ảnh là à, chi tiết mà chúng ta hỏi thăm họ hàng ở quê hương như là một số em nhỏ thì thậm chí gọi mình là cô là gì, là chú và khiến cho mình xấu hổ ngượng ngùng. Rồi thì là người lớn nói chuyện thì à, bản thân em cùng với các bạn nhỏ chạy ra ngoài bờ ruộng chơi hoặc chạy ra ở bờ ao chơi. Rồi sau khi xuống xe thì mọi người cùng hỏi thăm họ hàng. Đến nhà ai cũng vui vẻ đón tiếp và không khí rất là đầm ấm. Rồi không khí khi mà bạn dự đám cưới như là tâm trạng rất là thích thú, rồi mọi người tụ họp ở sân nhà. Không khí thì không trang trọng như ở đám cưới ở thành phố, nhưng mà rất là giản dị nhưng cũng rất là hạnh phúc vân vân. Ở đây là bạn đang lấy một cái trường hợp là bạn về dự đám cưới đúng không nào? Thế thì ở đây trong cái việc ở quê hương này, khi mà trong những cái ngày tháng ở quê chúng ta có thể nói về khung cảnh ở quê hoặc là cảnh sinh hoạt. Cảnh sinh hoạt ở quê như là có ao rồi có giếng nước rồi mọi người sinh hoạt với nhau mặc dù rất là giản dị nhưng mà lại rất là đầm ấm vui vẻ đặc biệt là ở trong bài văn mà khi miêu tả à, khi kể lại sự việc về thăm quê thì các em phải làm sao mà toát lên được cái những cái độc đáo những cái điểm khác biệt ở quê hương mình và khiến cho mình cảm thấy rất là vui thích những điểm khác biệt của quê hương Khiến cho em rất là hào hứng Khiến cho em rất là hào hứng chẳng hạn Thì đây chính là cái mà cô dẫn các em như vậy Và chúng ta nói thêm về đoạn khi mà chúng ta quay trở về thành phố Đến ngày hôm sau chúng tôi trở về thành phố Hà Nội À, chúng ta chúng tôi vẫn rất là muốn chơi với các bạn ở quê, không muốn về, rồi là quyến luyến nơi này, muốn ở lâu hơn, đúng không nào? Là khi trở về thành phố. Chúng ta quyến luyến, không muốn rời cảm xúc và cuối cùng phần kết bài thì chúng ta à, nói về cái cảm xúc của chúng ta. Tình cảm cảm xúc đối với quê hương. Thành cảm với quê hương rất là vui vẻ quyến luyến và yêu quê tự hào về quê hương mình thực ra có rất là nhiều bạn học sinh ở thành phố ấy. có những bạn thì vì quá quen với cười với cái điều kiện sống rất là sung sướng đầy đủ có những bạn về quê thì các bạn lại cảm thấy là không vui bằng không thích bằng tuy nhiên kem cũng thấy rằng là gì chúng ta ai cũng có quê hương cả và vì thế mà chúng ta gì à tìm những điểm khác biệt và những điểm đấy khiến cho chúng ta trải nghiệm nhiều hơn chúng ta cảm thấy được chia sẻ nhiều hơn và À, cảm thấy là gì chúng ta ai cũng có nguồn gốc cội nguồn đúng nào thế thì chúng ta sẽ biết trân trọng hơn những điều mà chúng ta đang có thì các em nhớ rằng là văn hay khi mà những bài văn thực sự phải có cảm xúc và cảm xúc ấy phải chân tình à, chứ không phải là việc mà chúng ta có thể tham khảo những bài văn mẫu chúng ta chép lại hoặc chúng ta viết lại theo ý của mình thì đấy cũng không phải là những bài văn thực sự mà chúng ta cần phải có cái tình cảm của mình đặt tình cảm của mình và chúng ta kể những câu chuyện thật à, điều thật luôn luôn chính là những cái điều mà rất là đáng trân trọng Thế thì đây là cô vừa hướng dẫn cho các em một việc mà khi chúng ta trước một đề bài văn tự sự các em cần triển khai như thế nào và tương tự như vậy thì trên cơ sở cái dàn ý này các em sẽ thực hiện cái bước thứ tư và bước thứ năm đó là viết bài và sửa bài ở phần tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn các em cụ thể hơn đối với hai loại đề bài đó là đề bài về kể chuyện đời thường và đề bài về kể chuyện tưởng tượng như vậy ở trong phần thứ nhất thì cô trò chúng ta đã vừa tìm hiểu cách để chúng ta xây dựng một bài văn tự sự và viết bài như thế nào ở trong việc mà chúng ta học về văn tự sự các em sẽ được học về à, hai loại thứ nhất đó là kể chuyện đời thường và thứ hai là kể chuyện tưởng tượng vậy thì với mỗi những loại bài này thì các em chúng ta sẽ làm như thế nào à, chúng ta sẽ cùng bước vào phần hai nhỏ đó là kể chuyện đời thường kể chuyện đời thường à, Thực ra kể chuyện đời thường là muốn nói về cái phạm vi của một bài văn tự sự Đó là những cái khía cạnh, những đề tài mà liên quan đến đời sống thường nhật Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu chung cho cô Nhất là ta tìm hiểu chung về khái niệm Kể chuyện đời thường là những vấn đề Những đề tài, những sự việc những sự việc mà liên quan đến đời sống hàng ngày. liên quan đến đời sống thường nhật hàng ngày. Cô lấy ví dụ cho các em như là kể lại một kỷ niệm đáng nhớ như là được khen hay là bị chê hay là gặp may rủi bị hiểu lầm của em, kể một chuyện vui sinh hoạt như là như nhận lầm nhát gan kể về một người bạn mới quen, kể về một cuộc gặp gỡ, kể về những đổi mới ở quê em, kể về một thầy cô giáo mà em yêu quý, kể về một người thân của em. Đấy như vậy là những đề bài mà cô vừa mới đọc cho các em đều đề cập đến những đề tài, những sự việc mà liên quan đến đời sống thường nhật hàng ngày của các em. Và cái dễ của kể chuyện đời thường ở chỗ là chúng ta đã có sẵn chất liệu, những chất liệu mà xảy ra xung quanh chúng ta như là gia đình, làng xóm, bạn bè, trường học mà mình được chứng kiến, mình được tham gia hoặc nghe kể lại tuy nhiên cái khó của bài văn kể chuyện đời thường là làm sao mà để cho hay và cho hấp dẫn bởi vì không có mấy khi mà chúng ta thấy rằng những chuyện mà ly kỳ lạ lẫm và logic mà chủ yếu là những cái sự việc rất là lẻ tẻ vụn vặt và thậm chí là nhiều khi tẻ nhạt do đó mà phải biết chọn lọc chi tiết và tiêu biểu và biết cách kể như vậy chúng ta thấy rằng là đối với bài văn kể chuyện đời thường thì cái dễ là chúng ta có thể rất là sẵn chất liệu đúng không ạ, sẵn những cái chất liệu trong đời sống hàng ngày của chúng ta, những điều mà chúng ta được nghe được thấy. Tuy nhiên cái khó là làm sao để kể cho hay, à, muốn để kể cho hay thì cái việc mà chúng ta bố cục lại bài văn tự sự rất là quan trọng. Chúng ta chú ý cho cô đến thứ tự kể. Các em có thể hoàn toàn đảo cái phần kết thúc lên trước và sau đó chúng ta sẽ gì à, kể lại cái sự việc diễn biến ra sao. đấy là một cách để gây bất ngờ. hoặc ngay cả bản thân các em trong cái tư duy của các em cũng cần có một cái tư duy đột phá. À, Cô lấy ví dụ như là có thể kể cho em một số những câu chuyện như này. Trong một cuộc thi về vẽ tranh với chủ đề là bình yên thì có rất nhiều những bức tranh đẹp và đạt giải. Ở trong đó thì bức tranh đạt giải đặc biệt lại không phải là bức tranh vẽ những cái khung cảnh rất là thanh bình, rất là yên bình mà đó là bức tranh vẽ một khung cảnh của một cái thác nước mà nước xối trắng xóa và đằng sau cái thác nước ấy là hình ảnh của một À, chim mẹ đang che chở cho chim con. Thế thì người ta định nghĩa ngại về bình yên đúng nào? Bình yên không phải là trong đời sống hàng ngày khi chúng ta thực sự thanh bình mà bình yên là ngay cả khi trong bão tố chúng ta vẫn thấy cảm thấy bình yên. Đấy cũng là một cách tư duy đột phá để chúng ta sẽ hướng đến một cách kể chuyện hay hay là cứ nói đến uh, miêu tả về người thân thì rất nhiều bạn nghĩ đến đó là người mẹ. Đương nhiên người mẹ là người rất gắn bó với các em và vì thế mà chúng ta thường nghĩ ngay đến mẹ nhưng cô không hiểu sao mà đọc rất nhiều bài thì các bạn bạn nào cũng giống bạn nào là cứ miêu tả về kỷ niệm về mẹ là y rằng là mẹ chăm sóc con ốm đương nhiên mình không thể nào phủ nhận được rằng việc mẹ chăm sóc con cái là một điều vô cùng thiêng liêng vô cùng cao quý nhưng chúng ta nên tư duy một cách khác biệt đi bằng những cái kỷ niệm khác ví dụ đôi khi có những bạn mà tả về những kỷ niệm về mẹ chẳng hạn có khi chỉ là những kỷ niệm rất là nhỏ nhặt thôi là một lần mẹ đưa em đi chơi đi siêu thị chẳng hạn đúng nào và hai mẹ con cũng có một kỷ niệm nho nhỏ nào đó với nhau hay là một lần mẹ với em cùng chơi thể thao hai mẹ con cùng những trải nghiệm như thế nào à, đúng nào như vậy trong cuộc sống của chúng ta nó có rất nhiều kỷ niệm và chúng ta nên nghĩ khác đi tư duy khác đi để mà chúng ta sẽ có cái cách đổi mới và viết bài văn của chúng ta được thực sự là hấp dẫn hay là ví dụ như cứ lấy về câu chuyện về À, nụ cười của mẹ đúng không nào, thì các bạn thường là hay nói là à, mẹ cười khi mà mẹ vui, nhưng cũng có khi có những bạn lại tư duy là à mẹ cười khi mà mẹ à, mẹ cảm thấy hạnh phúc hoặc là khi mà em làm điều gì đó hoặc là gì nụ cười của mẹ khi mà à, em được có những bạn viết bài văn rất là hay miêu tả nụ cười về mẹ những các cái cung bậc của nụ cười của mẹ, nụ cười hiền từ, à, nụ cười ấm áp, nụ cười sẻ chia, rồi nụ cười bao dung độ lượng vân vân. Rồi có những bạn này nói đến một chi tiết, đó là chi tiết bàn tay yêu thương, chi tiết bờ vai của mẹ, rồi chi tiết mái tóc của mẹ, vân vân, tức là chúng ta hãy lựa chọn những cái tình tiết, những cái chi tiết đắt giá để chúng ta đưa vào cái bài văn kể chuyện đời thường để cho câu chuyện của chúng ta được thực sự là hấp dẫn. Ở đây cô sẽ lấy ví dụ cho các em một cái câu chuyện. Đó là một câu chuyện kể chuyện đời thường mà rất là hấp dẫn và rất là thú vị chắc hẳn là các em chúng ta đều rất thích những quyển sách về hạt giống tâm hồn đúng nào? Vì sao mà những quyển sách đó lại hấp dẫn chúng ta? Mặc dù đều là kể về những con người có thật nhưng uh, những tác giả của những bài viết này thì lại cách kể chuyện vô cùng hấp dẫn và phần lớn thì các em thấy đều là tác tác giả nước ngoài đúng nào? Vậy thì chúng ta thấy rằng ta hay học cái cách tư duy của họ ở cái việc là họ tư duy rất là khác rất là đột phá thì họ sẽ kể lại câu chuyện hay hơn và hấp dẫn hơn nếu có lòng Mặt trời đổ ối đang khuất dần sau dạng cây. Sau một ngày dài mệt nhọc, Joe hối hả lái chiếc xe Pontiac cũ kỹ trở về nhà. Sinh ra và lớn lên ở thị trấn bé nhỏ này, Joe quen thuộc nó đến từng con đường, từng góc phố. Bóng đêm mịt mù bắt đầu phủ xuống, trời lất phất mưa và gió thổi lạnh ngắt. Joe điều chỉnh tốc độ, chạy chậm chậm vào một con đường nhỏ và hẹp. Chợt, anh nhìn thấy bên kia đường một phụ nữ đã lớn tuổi, đứng cạnh chiếc xe hơi Mercedes. Không cần hỏi, Joe cũng biết là nó đang bị trục chặt. Dâu tắt máy, đến bên người phụ nữ thăm hỏi, bà cho biết đã đứng đây nửa tiếng nhưng không có ai chịu dừng xe giúp bà cả. Tuy vậy, bà vẫn có thái độ e ngại liệu chàng trai này có phải là người tốt hay không. Trong bộ quần áo tầm tầm và vẻ mặt khắc khổ, hẳn anh ta đang gặp khó khăn về kinh tế. Joe vội lên tiếng, cháu tới để giúp bác, sao bác không ngồi chờ trong xe cho ấm ngoài trời lạnh lắm. À, cháu tên là Joe. Joe khóa, sâu kiểm tra xe và thấy một bên lốp bị xẹp. Tuy chỉ đơn giản vậy nhưng với người phụ nữ này là một thảm họa. Joe trải áo chui vào gầm xe, chỉ mấy phút sau, Joe đã thay xong bánh xe dự phòng, Joe đứng dậy, người lấm lem chân tay nhảy nhụa. Người phụ nữ dối rít cảm ơn và định hỏi anh định lấy bao nhiêu tiền, vì nếu không gặp được anh bà không biết phải làm thế nào giữa đêm tối và đường vắng thế này. Dâu không hề nghĩ đến việc nhận tiền của bà. Đúng là anh đang thất nghiệp, nhưng sửa xe không phải là nghề của anh. Anh giúp bà chỉ vì thấy bà tội nghiệp mà thôi. Và lại trước đây đã có nhiều người hào hiệp giúp anh trong lúc khốn khó. Nghĩ vậy, Dâu từ chối. Cảm ơn bác. Nếu bác có lòng, bác hãy giúp đỡ người khác. Dâu chờ cho chiếc xe của người phụ nữ đi khuất, rồi mới lái xe và con họ về con hẻm ở gần nhà. Xe chạy được một vài dặm, người phụ nữ dừng lại bước vào một quán ăn nhỏ bên đường. Cô hồ bàn lấy khăn cho bà và lau tóc ướt. Người phụ nữ nhìn cô gái, cô đang mang thai có lẽ sắp đến ngày sinh nở và tuy cô ta vẫn niềm nở nhưng bà đọc được trong rằng cô gái đang rất mệt mỏi. Bà ái ngại nghĩ đến lời của Joe, lúc tính tiền bà đặt lên bàn tờ 100 đô la, cô gái quay vào lấy tiền lẻ để trả lại. Trong lúc đó thì bà khách đã biến đi rất nhanh, khi cô gái trở ra chỉ thấy trên bàn có tờ giấy nhỏ. Con hãy nhận chút này của ta và không cần cảm ơn, nếu có lòng con hãy nghĩ tới người khác trên đường về cô nghĩ miên man đến người phụ nữ xa lạ nọ chẳng lẽ bà biết rằng chồng cô đang thất nghiệp hay chỉ nhìn người mà bà biết được vợ chồng cô đang khó khăn lúc qua công viên cô thấy một người mẹ vừa ôm con vừa ngủ ngay trên ghế đá cô nghĩ hai mẹ con này thật khổ mình dù sao vẫn còn có chỗ ngủ đêm có việc làm cô rút số tiền người phụ nữ tặng mình ban nãy đặt vào lòng người mẹ Công nhà rồi lặng lẽ trở về, khi cô bước vào căn nhà chật hẹp của mình thì chồng cô đã ngủ. Anh tỉnh giấc khẽ hỏi, có chuyện gì không em? Không anh yêu ạ, à. mọi việc đều ổn cả châu ạ. À? Vậy các em thấy rằng câu chuyện vừa rồi rất là cảm động và các em cũng thấy được à, cái cách kể chuyện của người kể chuyện đó là gây nên chúng ta sự bất ngờ đúng không nào? Thế thì chúng ta hãy học ở những cái câu chuyện trong... À, hạt giống tâm hồn để chúng ta thấy được cái cách kể chuyện rất là hấp dẫn à, ở đây thì cô sẽ hướng dẫn các em một số những đề bài liên quan đến kể chuyện đời thường à, trong các đề bài sau đây à, kể về một kỷ niệm đáng nhớ như được khen bị chê gặp may gặp rủi kể một chuyện vui sinh hoạt kể một người bạn mới quen kể về một cuộc gặp gỡ kể về những đổi mới ở quê em kể về một thầy cô giáo người quan tâm lo lắng và động viên em trong học tập kể về một người thân của em thế thì cô sẽ có thể uh, lựa chọn đó các em uh, một đề bài mà cô nghĩ rằng là các em cũng khá là gần gũi đó là đề bài mà kể về một người thân của em kể về một người thân của em người thân ấy có thể là ông bà hoặc là bố mẹ hoặc là anh chị vân vân. Với đề bài kể về một người thân của em, các em có thể lựa chọn các đối tượng người thân đó là ông bà, bố mẹ hoặc anh chị hoặc thậm chí là cô dì, chú bác vân vân. Nhưng tuy nhiên làm sao để bài văn của chúng ta hay thì điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta tư duy và chúng ta sẽ lập dàn ý. Với đề bài này thì cô có thể hướng dẫn các em một cái dàn ý uh, sơ lược như sau. Uh, nhiều bạn thì đã thường là chọn kể về bố hoặc mẹ hoặc là ông là bà, đúng nào? Phần mở bài thì đương nhiên mình sẽ giới thiệu giới thiệu về người thân. Cách giới thiệu về người thân các em có thể lựa chọn cách trực tiếp hoặc gián tiếp Nếu như mà trực tiếp thì các em chúng ta sẽ gì à nói trực tiếp luôn là gì à trong những người thân trong gia đình thì người mà em kính trọng nhất yêu quý nhất chính là mẹ hoặc là bố hoặc là ông bà vân vân đây là cách giới thiệu trực tiếp tuy nhiên chúng ta cũng thể lựa chọn cách giới thiệu gián tiếp mà ta có thể là gì từ một cái câu chuyện nào đó ta dẫn về đề bài hoặc là chúng ta cũng có thể là à, dẫn ra những câu văn hoặc là câu thơ để mà chúng ta dẫn vào đề bài tìm hiểu về người thân, kể chuyện về người thân ở phần thân bài ở trong phần thân bài kem cần phải làm được các ý như sau thứ nhất là chúng ta cần à, phải có một đoạn chúng ta à, miêu tả về ngoại hình về ngoại hình của người thân Tuy nhiên, ở đề bài này thì vì là không phải là một đề bài văn miêu tả về người thân nên là chúng ta lưu ý cho cô là gì chúng ta sẽ uh, miêu tả ngoại hình một cách rất là sơ lược và chúng ta có thể tập trung vào một số những cái chi tiết ví dụ như là có bạn thì tập trung vào nụ cười của mẹ, có bạn thì tập trung vào khuôn mặt của mẹ, có bạn thì lại uh, miêu tả chi tiết hơn về bàn tay của bố, có bạn thì lại uh, miêu tả kỹ hơn uh, về mái tóc của mẹ, vân vân. À, sau đó chúng ta sẽ kể kỷ niệm về người thân kỷ niệm về người thân à, kỷ niệm ấy có thể là gì gắn bó mà khiến chúng ta nhật chật nhận ra một điều gì đó rất là quan trọng như là kỷ niệm về người thân đối với ông nội chẳng hạn thì như là kỷ niệm ông hướng dẫn cháu học bài ông kể chuyện cho cháu nghe ông thích trồng cây xương rồng vân vân đúng nào đấy kỷ niệm về người thân này à, chúng ta có thể nói thêm bên cạnh việc miêu tả về ngoại hình của người thân chúng ta có thể nói thêm từ đấy nói thêm về những cái phẩm chất tốt đẹp phẩm chất tốt đẹp của người thân có thể đó là cái sự mạnh mẽ vững chãi của bố có thể là sự dịu dàng nhẹ nhàng của mẹ à, có thể là gì à sự ân cần lo lắng của bà của ông vân vân và chúng ta sẽ kết lại với tình cảm của mình dành cho người thân như là tình yêu thương niềm kính trọng niềm tự hào kết bài và kết lại bằng tình cảm đối với người thân Ở dạng đề bài này thì cô lưu ý với các em một điều sau đây là chúng ta sẽ lựa chọn những chi tiết rất là đắt giá để chúng ta nói về, kể về người thân ví dụ những chi tiết như là à, ông em thì xích trồng cây xương rồng này hoặc là à, ông ông à, À, rất thích đọc sách, thích ngâm thơ, à, những cái sở thích của người già đúng không nào? Hay là gì về mẹ chẳng hạn chúng ta có thể nói thêm về giới thiệu thêm đúng không nào? Ngưỡng tả ngoại hình của người thân. Ngoài ra ở đây các em có thể giới thiệu thêm cho cô về cử chỉ này, lời nói này, và thậm chí là gì giới thiệu cả về nghề nghiệp nữa. Ví dụ như là mẹ em làm Việc kế toán hay là mẹ em làm giáo viên hay mẹ em làm ngân hàng làm bác sĩ vân vân. Vì mỗi một cái công việc một nghề nghiệp nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tính cách của mẹ, tính cách của người thân của mình đúng không nào? Chúng ta sẽ nói thêm kỹ ở phần này để chúng ta uh, nêu lên uh, ở đằng sau chúng ta nói lên phần kỷ niệm về người thân để từ đó mà chúng ta sẽ uh, kể về nói về những cái tình cảm những cảm xúc của mình đối với người thân như thế nào. Và một uh, bài văn về người thân thì hay hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cái tình cảm của chúng ta hơn nữa đối với bài văn về người thân này kem chí cho cô là thao tác kể chuyện là thao tác quan trọng nhất còn các yếu tố về miêu tả về biểu cảm sẽ chỉ là yếu tố hỗ trợ mà thôi nên cái việc mà chúng ta miêu tả về người thân chúng ta không quá trọng tâm là chúng ta sẽ tập trung chủ yếu đó là kỷ niệm về người thân kem cũng có thể kể một kỷ niệm sâu sắc hoặc là một vài kỷ niệm ví dụ như kỷ niệm khi mà mình được điểm tốt mẹ hạnh phúc kỷ niệm khi mình mắc lỗi khiến mẹ phiền lòng kỷ niệm một kỷ niệm nào đó mà các em thấy là gắn bó sâu sắc với người thân của mình à, từ đấy chúng ta sẽ nêu lên cái tình cảm của mình với người thân một à, dạng đề bài nữa mà các em thường gặp và à, khá là hấp dẫn đó là đề bài về em đã lớn rồi hoặc là em đã trưởng thành cũng là trong cái kiểu bài văn tự sự đây hướng dẫn các em đề bài thứ hai đề bài em đã trưởng thành. Chúng ta sẽ kể lại những câu chuyện mà khiến uh, kể lại câu chuyện để rút ra rút ra bài học và để nhận thấy rằng chúng ta đã trưởng thành đúng nào. Uh, nhiều bạn khi mà đối với đề bài này thì các bạn thường hay suy nghĩ đến những cái sự việc rất là lớn lao như là trải qua một biến cố, uh, trải qua một cái sự kiện nào đó rất là quan trọng trọng đại. Chúng ta có thể lựa chọn theo hướng như vậy. Nhưng cũng có thể chúng ta sẽ lựa chọn một cái câu chuyện rất là giản dị và rất là bình dị và giản đơn có khi chỉ là một cái điều mà các em bắt gặp trong đời sống hàng ngày nhưng khiến chúng ta suy nghĩ khiến chúng ta cảm thấy và biết trân trọng hơn giá trị cuộc sống chẳng hạn thì đấy cũng là một cái hướng mà chúng ta khai thác như vậy ở đây cô sẽ dẫn các em hai cách để chúng ta khai thác đề bài nhé chúng ta khai thác đề bài theo hai hướng hướng thứ nhất là những cái sự việc sự kiện trọng đại sự kiện trọng đại lớn lao, trọng đại lớn lao như là việc gì à em thi chuyển cấp chẳng hạn hay là uh, dịp uh, sinh nhật hay là một cái dịp nào đó của em. Uh, sự việc thứ hai cái hướng khai thác đề bài thứ hai anh ta ta phải đi theo hướng đó là hướng về những cái uh, sự việc rất là bình dị, những việc bình dị nhưng lại gì à động lại trong em những cái ấn tượng sâu sắc, nhưng lại có ấn tượng sâu sắc đối với em ví dụ như một lần mình bị hiểu lầm à, ví dụ như là một lần mình bắt gặp một cử chỉ đẹp trong cuộc sống và khiến cho mình cảm thấy trưởng thành hơn à, ở đề bài mà em đã trưởng thành này thì các em thấy sẽ kể lại một câu chuyện trong quá khứ mà khiến cho em nhận ra được mình đã khôn lớn đã trưởng thành à, các em cũng sẽ sắp xếp cho cô cái thứ tự của câu chuyện của sự việc diễn biến của sự việc như thế nào này đầu tiên là giới thiệu mở bài giới thiệu sự việc ở à, thân bài chúng ta cũng sẽ kể về diễn biến các sự việc đúng nào từ theo trình tự Uh, từ có thể trình tự theo thời gian, trình tự không gian hoặc có thể là theo uh, trật tự đảo ngược, đưa kết quả lên trước rồi kể lại sau. Và sau đấy quan trọng hơn là chúng ta sẽ phải à uh, rút ra được cái bài học. Bài học rút ra cho bản thân. Để từ đó chúng ta nhận thấy rằng mình đã uh, khôn lớn và trưởng thành cũng ra bản thân mình nhận thấy mình đã khôn lớn và đã trưởng thành thì đây chính là một cái hướng mà chúng ta khai thác đề bài với những bài văn kể chuyện đời thường có rất nhiều đề bài về kể chuyện đời thường tuy nhiên cái cách mà chúng ta khai thác đề bài và chúng ta làm được hay hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc chúng ta tư duy và à, các em cũng lưu ý cho cô là chúng ta cần phải làm sao cho cái bài văn của mình mới lạ hấp dẫn và lựa chọn chắt lọc những cái chi tiết đắt giá trong đời sống hàng ngày thì từ đó mà chúng ta sẽ kể được những câu chuyện thật là hấp dẫn ta sẽ cùng sang cái dạng đề bài tiếp theo đó là dạng đề bài về kể chuyện tưởng tượng ta sẽ cùng sang đề bài về kể chuyện tưởng tượng vậy kể chuyện tưởng tượng như thế nào ba nhỏ kể chuyện tưởng tượng kể chuyện tưởng tượng. Kể chuyện tưởng tượng để nhằm phân biệt với kể chuyện đời thường. Tưởng tượng tức là chúng ta sẽ dùng trí tưởng tượng để xây dựng những sự việc, những nhân vật mà những sự việc nhân vật mà trong thực tế cuộc sống không xảy ra, không có ví dụ như là những yếu tố thần tiên, những yếu tố ma quỷ phù phép, những yếu tố tương lai có tính chất dự cảm, khả năng xảy ra không nhiều như là chuyện khoa học viễn tưởng. Đấy như vậy là chúng ta chú ý cho cô cái chuyện tưởng tượng Tức là chúng ta sẽ dùng trí tưởng tượng. xây dựng những sự việc những nhân vật những sự việc này, những nhân vật mà trong thực tế đời sống không có. Chúng ta hoàn toàn vận dụng Cái trí tưởng tượng của mình để kể lại những câu chuyện này Cô có thể lấy cho các em một số những ví dụ Về kể chuyện tưởng tượng Như là kể chuyện lại 10 năm sau khi về thăm lại mái trường Thì em sẽ tưởng tượng Những đổi thay có thể xảy ra Rồi những đề bài như là đọc lại chuyện thánh gióng sơn tinh thủy tinh sự tích hồ gươm và tưởng tượng cuộc gặp gỡ à, giữa lê lợi với lại rùa vàng và để tưởng tượng xem xem là lê lợi và rùa vàng sẽ nói chuyện với nhau như thế nào rồi tưởng tượng cuộc gặp gỡ giữa mình với lang liêu trong sự tích bánh trưng bánh dày vân vân kem thấy rằng là những cái câu chuyện về cái chuyện tưởng tượng này hoàn toàn chúng ta sẽ vận dụng là trí tưởng tượng phong phú của chúng ta để chúng ta kể chuyện. Tuy nhiên rằng không phải là chúng ta muốn gì thì kể nấy, mà trong văn kể chuyện tưởng tượng vẫn có một à, cái logic, cái mạch của nó. Nói nôm na thì là bịa đặt, nhưng thực ra phải có lý. Những kinh nghiệm sống của mình, những điều mình thấy đều có thể diễn ra. Đối với những yếu tố thần tiên ma quỷ phù phép hay chuyện với các con vật, tuy không thể có thực nhưng vẫn phải có logic hợp lý. Như vậy là mặc dù là tưởng tượng nhưng mà vẫn phải có gì? À, vẫn phải có cái. À, logic hợp lý logic hợp lý Cô lấy ví dụ như chuyện dưới mèn phiêu lưu ký là một câu chuyện tưởng tượng về hình ảnh của con dế mèn trong thế giới các loài vật sống ở nước ở đồng cỏ, chúng đi lại nói năng có tính cách như con người, đó là hình ảnh phản chiếu của cuộc sống con người, các vấn đề của con người. À, tuy nhiên là chúng ta thấy rằng dế thì vẫn phải là dế, như là làm tổ dưới đất, ăn cỏ ướt, uống sương đọng, châu chấu thì vẫn phải là châu chấu như là sống ở đồng cỏ, di cư thì và chết hàng loạt về mùa đông vân vân. Như vậy là Kem thấy rằng là mặc dù là tưởng tượng nhưng vẫn phải đúng với những cái đặc điểm mà chúng ta kể đúng nào chứ không phải chúng ta tưởng tượng hoàn toàn. cô sẽ lấy cho các em một số những đề bài tưởng tượng sau đây. Hãy tưởng tượng cuộc đọ sức giữa sơn tinh thủy tinh trong điều kiện ngày nay với máy xúc, máy ủi, xe xi măng, cốt thép, máy bay trực thăng, điện thoại di động và xe lội nước. À, chắc hẳn là đề bài này chắc là rất hấp dẫn các bạn các bạn nam đúng nào? Vì các bạn sẽ tưởng tượng ra vô vàn những cái à, những cái vũ khí mà sơn tinh thủy tinh có thể dùng để đánh nhau. Rồi trẻ em vẫn mơ ước vươn vai một cái trở thành chàng tráng sĩ như thánh gióng. Em hãy tưởng tượng mình nằm mơ thì thánh gióng và hỏi ngài bí quyết xem ngài khuyên em như thế nào. Do một lỗi lầm nào đó mà em bị phạt Buộc phải biến thành một con vật Một con vật cụ thể trong thời hạn 3 ngày Trong 3 ngày đó em đã gặp phải những rắc rối gì Và những điều thú vị gì Vì sao em muốn mong chóng hết hạn để trở về làm người Đề 4 Trong nhà em có 3 phương tiện giao thông Xe đạp, xe máy, ô tô Chúng cãi nhau và so bì hơn thua kịch liệt Hãy tưởng tượng em thấy một cuộc cãi vã đó Và sẽ dàn xếp như thế nào đề bài thứ năm hãy kể chuyện 10 năm sau em thăm lại mái trường cũ mà hiện nay em đang học hãy tưởng tượng những điều đổi thay có thể xảy ra như vậy là các em thấy rằng là với năm đề bài về kể chuyện tưởng tượng mà cô vừa mới đọc cho các em thì các em đều thấy rằng đều đặt ra những cái tình huống đúng nào và chúng ta sẽ vận dụng cái trí tưởng tượng phong phú của mình để chúng ta à, sẽ kể lại câu chuyện và đó phải thực sự là một câu chuyện à, cô lấy ví dụ như đề bài số 3 là do bị một lỗi lầm nào đó mà em buộc phải biến thành một con vật thì khi mà chúng ta tưởng tượng mình biến thành một con vật nào đó như là con kiến hay là con nhện hay là con chim chẳng hạn vân vân thì dù thế nào các em cũng vẫn phải đảm bảo được cái tính logic hợp lý à, đó là những cái tập tính sinh hoạt những cái đặc điểm của những loài kiến những loài nhện đúng nào à, các con đã từng xem những bộ phim như là phim người nhện này phim người kiến này thì các em có thể hoàn toàn vận dụng những bộ phim đó để chúng ta sẽ tưởng tượng à, cô lấy ví dụ như khi các bạn tưởng tượng là mình sẽ biến thành một con con nhện chẳng hạn thì một điều rất là thú vị đó là mình có thể đi được khắp nơi trên mọi địa hình mình có thể gì răng những cái sợi tơ nhẹ đúng không nào đấy là điều rất là thú vị tuy nhiên những cái rắc rối mà chúng ta gặp phải ví dụ vì nhà chúng ta quá nhỏ có thể gặp phải những con vật lớn hơn hay là khi mà chúng ta ăn uống rất là khó khăn rồi phải chịu cái sự đe dọa của loài người vân vân và chúng ta lại muốn quay trở về làm con người là con kiến cũng như vậy rất là nhỏ bé, rất là cần cù chăm chỉ, nhưng đồng thời cũng rất là khó khăn là bởi vì là sao à, chịu cái sự đe dọa của những loài vật lớn hơn chẳng hạn, vân vân. thì các em mặc dù tưởng tượng nhưng chúng ta vẫn phải đảm bảo được cái logic của sự việc. À, hay là khi chúng ta tưởng tượng như là ba cái phương tiện giao thông xe đạp và xe máy, à, ô tô, xe đạp và xe máy cùng tranh luận với nhau, tranh uh, hơn thua kịch liệt thì tưởng tượng cuộc nói chuyện đấy sẽ như thế nào? À, xe đạp thì sẽ nêu lên những cái lợi ích của xe đạp như là gì à, giúp cho con người gần gũi với thiên nhiên này, rồi là đi trong mọi địa hình này, rồi là um, tiết kiệm được nhiên liệu này, không gây ô nhiễm môi trường này. À, xe máy thì nói rằng là gì à, xe máy thì đi nhanh hơn này, à, cũng gần gũi với thiên nhiên này. thì ô tô thì nói rằng là gì à cả xe đạp và xe máy đều sai hết bởi vì Ô tô thì có thể giúp con người giống như một cái nhà di động vậy, có thể che nắng che mưa vân vân. Thế thì chúng ta tưởng tượng lên như vậy và chúng ta sẽ cùng tưởng tượng về cuộc tranh cãi kịch liệt giữa ba cái phương tiện giao thông. Ở đây thì cô sẽ dừng lại ở cái đề bài, đó là kể à, chuyện 10 năm sau em quay về trường và trường sẽ đổi thay như thế nào. Đấy. Chúng ta sẽ cùng bước vào cái đề bài. Tưởng tượng 10 năm sau em quay về trường lúc đó trường sẽ thay đổi như thế nào lúc đó trường sẽ thay đổi như thế nào em hãy tưởng tượng và kể ra câu chuyện đó thế thì với những đề bài tưởng tượng như thế này các em phải đặt trong đầu mình những câu hỏi những câu hỏi như là 10 năm nữa là em bao nhiêu tuổi này dự kiến lúc đó em đang học đại học hay đã đi làm rồi em phải thăm trường vào dịp nào có thể là ngày hội trường có thể là dịp thuận tiện để gặp thầy cô bạn bè à, mái trường của em sau 10 năm sẽ có những đổi thay như thế nào như là gì à, xây dựng khang trang hơn to đẹp hơn hiện đại hơn hay là À, không còn những cái uh, ngôi nhà nào nữa Như là cây cối vườn hoa có gì đổi thay Rồi các thầy cô giáo 10 năm nữa sẽ thay đổi như thế nào Thầy cô có nhận ra em hay không Em và thầy cô nói chuyện gì với nhau không Các bạn lúc đấy đều đã đi học hoặc đi làm Ta sẽ có thể chia sẻ với nhau Những cái cuộc uh, Những kinh nghiệm sống trong cái cuộc hội ngộ ấy Rồi suy nghĩ gì khi chia tay với trường à, Đây là những cái câu hỏi Mà chúng ta có thể đặt ra Để mà gì chúng ta sẽ kể lại Cái tưởng tượng 10 năm sau chúng ta quay về trường để mở bài. Chúng ta có thể nói về cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh khi mà chúng ta tưởng tượng đúng nào có thể là nằm mơ. Hoàn cảnh mà người kể tưởng tượng. Có thể là trải qua một giấc mơ. Giấc mơ là 10 năm sau trường sẽ như thế nào phần thân bài chúng ta nói về cái hoàn cảnh quay lại trường sau 10 năm có thể nhân ngày hội trường nhân dịp mà 20 tháng 11 vân vân rồi sự đổi thay sự đổi thay của máy trường ta tưởng tượng như là về uh, cơ sở vật chất này. Hiện đại hơn, to đẹp hơn vân vân hay như thế nào. Hay là về thầy cô giáo, bạn bè. Thầy cô giáo hay là bạn bè. À, rồi chúng ta tưởng tượng cái cuộc hội ngộ ấy sẽ có những điều gì thú vị. Rồi cảm xúc khi chia tay với trường Hoàn toàn ở đây là vận dụng cái sự tưởng tượng của mình nên chúng ta sẽ xây dựng cho mình một cái thế giới trong tưởng tượng đúng không nào? Và phần kết bài ta cũng nói về cái tình cảm với ngôi trường. Với những đề bài tưởng tượng này, chúng ta sẽ đi theo, chúng ta sẽ đặt trong mình những câu hỏi. những câu hỏi tưởng tượng để từ đấy chúng ta sẽ vận dụng trí tưởng tượng của mình và chúng ta sẽ kể lại. Cô lấy ví dụ như là tưởng tượng nhân vật quay trở lại với câu chuyện sơn tinh và thủy tinh chẳng hạn à, hãy tưởng tượng cái cuộc đấu tranh à, chiến đấu giao tranh giữa sơn tinh và thủy tinh trong cái điều kiện hiện đại đúng nào thì các em thấy rằng đây rõ ràng là một cái hoàn cảnh mà các em hoàn toàn có thể vận dụng được cái trí tưởng tượng vô cùng phong phú và bay bổng của mình như là sơn tinh thì dùng gì à, điều kiện những điều kiện hiện đại như là điện thoại di động rồi thì là súng vân vân rồi là thủy tinh như thế nào, cái em hoàn toàn có thể tưởng tượng được và thậm chí chúng ta có thể tưởng tượng ra một cái kết thúc khác đối với câu chuyện này hay là tưởng tượng khiêm nằm mơ gặp thánh gióng nằm mơ gặp lang liêu cũng như vậy, chúng ta có thể đặt ra những cái tình huống trong giấc mơ trong tưởng tượng và từ đấy chúng ta sẽ kể lại câu chuyện. Tuy nhiên dù kể lại theo hướng nào, kem vẫn phải đảm bảo cho cô yếu tố đó là cái sự logic, sự hợp lý của vấn đề và cũng như là gì cái tính ý nghĩa của câu chuyện chứ không phải chúng ta kể ra rồi để đó và vứt đó. À, rất nhiều bạn khi mà vận dụng kể những cái câu chuyện tưởng tượng này, các bạn vận dụng trí tưởng tượng rất là tốt, rất phong phú nhưng mà các bạn lại kể ra rồi để đó và các bạn không có cái cái sự khép lại bằng ý nghĩa. Ví dụ như các bạn kể ra một loạt cái sự giao tranh quyết liệt giữa sơn tinh thủy tinh trong điều kiện hiện đại nhưng sau đấy các bạn lại để lại đó và không có kết thúc và không có ý nghĩa gì cả thì câu chuyện của chúng ta cũng sẽ khép lại một cách rất là vô vị. Hay là tưởng tượng một cuộc gặp gỡ với thánh gióng với Uh, lăng liêu thì chúng ta cũng phải rút ra được cái bài học gì ý nghĩa gì đúng không nào ví dụ như từ đấy ta thấy được là à cái truyền thống đánh giặc của dân tộc cái sức mạnh rồi là cái sự chăm chỉ cần cù lao động của con người như thế nào thì đấy chính là một cái mà cô luôn luôn nhắc các em rằng là dù chúng ta xây dựng bài văn nào bài văn tự sự nào kể chuyện đời thường hay kể chuyện tưởng tượng thì chúng ta cũng vẫn phải đảm bảo cái tính ý nghĩa của câu chuyện và làm sao mà để câu chuyện được hấp dẫn thì hoàn toàn phụ thuộc vào cách mà chúng ta lập dàn ý, ta sẽ xây dựng cái lập tìm ý ở trong đầu thì đây chính là một cái mà cô hướng dẫn các em trong cái chuyên đề về văn tự sự của chương trình ngữ văn lớp 6 Cô hy vọng rằng bài giảng của cô sẽ giúp ích phần nào cho các em trong việc nắm vững được kiến thức cũng như là vận dụng kiến thức và quá trình làm bài văn tự sự. Hẹn gặp lại các em trong các bài học sau